15 kéo chân về, 16 vành ngang, 17 18 vành thẳng, 9 20 21 22 23 24 25 chào. Chuẩn bị. Tốt. Hai, ba, bốn, năm, nhấc lông, chuẩn bị, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, 18 19 20 21 22 23 24 25 hồi phục. Bài tập của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Chú ý nghiêm. Châu. Thôi. Những hình ảnh trong bài tập vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đầu tiên về võ cổ truyền Bình Định của chúng ta ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.